Cùng anh em đứng từ giờ ba con đi lụm thụm luôn kìa. Gốc mới vậy nè. Bắn lên anh ba. Trời ơi, chút xíu nữa à. Nó trồng trồng đây nè, kìa nó còn nữa kìa. Anh ba không, đẩy cái con đây nè ba, đẩy con trên cây mai nữa anh ba. Rớt, ngay đầu. Ngay đầu. Đâu vậy? Rồi. Kìa 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 nó gượng kìa, nó gượng kìa. Để đâu rồi, để lúc trong rồi. Lúc trong rồi. Còn con cây mai này nữa. Ủa đâu con cây mai này bay tiêu rồi. Đi đi vô vô. Bỏ đại xe đi không sao đâu anh ba. Rồi hello anh em nghe, hello mọi người nghe. Chào tất cả các bạn nghe đã đến kênh của Tông nha mọi người. Này này là có anh bà qua thì Long dẫn anh bà đi kiếm mớ mồi chút xíu rồi từ từ vậy mấy anh em mình nhâm nhi chơi. Trời rồi nó bay anh ba. Rồi. Và mấy anh em nhớ theo dõi cuộc trình của Long với anh ba nha mọi người. Tin kinh cái mẹ anh ba. Tin kinh mẹ anh ba. Ơ nó bay rồi. Kìa nó bay có kìa. Kìa nó bay nè, nó bay đậu này anh ba. Ra đây đấy. Kìa kìa anh ba thấy không? Cái chó cái dừa. Ủa xị mình bắn nó bây giờ nó nhát rồi anh ơi. Chúng con nãy chúng đậu đâu rồi. Nó chúng đậu nó lặng lặng đâu đây nè. Em thấy nó lủi sắn vô đây nè. Rồi để mình kia mình bắn được gì mình quay cho anh em xem nha. Mất. Nó lại tốn chi phí, nó lại đội giá thành sản phẩm nó lên cao. Nhiều khi cả ngày thì chạy được mấy chuyến hàng. Cũng như thành phố có thật thảo anh em. Chỉ giúp người dân di chuyển trong thông thoáng, thoải mái, thuận tiện cho việc sinh hoạt, nước uống miễn phí cho 17, người nhà 17. Thật thảo nữa em ơi. Chiều qua, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố. Rất là hai con này hồi bị lộn em ơi. Ngay sau khi công bố quy hoạch đã cho thấy có đất cần. Lụm lên em ơi. Trời ơi. Đây con à. Hai con nữa anh em ơi. Hai con. Kiến không. Hai con. Cây tái quá là tái luôn. Chín nhiều dữ lắm em ơi. Xanh về để ăn nắng lên nó ai đi muốn hết. Đây con nữa. Đây. Đây con nữa. Ba con. Bên mình là ít chim nữa anh em ơi. Bên mình muốn nhiều chim. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Vẫn không? Dạ không dám, tôi tiểu quá. Thương bánh cây không? Người ta trúc bánh cây không ạ? Phải xui. Tầm ngang. Tới luôn anh ba, con lấy chẳng hết à. Thôi được rồi, được rồi. Được hết à. Mày tới nó bị mất cái mình. Ai nhá. Bà bán cụ tiểu nè. Tầm ngang nè. Rớt. Cái vừa nói rồi mà. Hay quá anh ba ơi.
chạy đâu. Bà bắn ghê trời, bắn sạc ngang cái bình nó luôn nổi không? Chị biết không, xà lòng. Hay quá anh Ba ơi. Không, cái này em phải học lớn lên rồi mới được. Hay quá. Nói chung là anh Ba có rất là nhiều bí quyết mà bắn ná anh em ơi. Anh em mình phải học hỏi rất là nhiều. Rồi tiếp tục anh em ơi. Sốc anh em ơi. Dơi dơi dơi. Sạc nha, em sạc nha. Bắn nó chạy con à. Bắn nó chạy con à. Dầm 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 dầm. Đâu rồi? Ở chỗ qua đây nè anh Ba. Sau lưng anh Ba. Sau lưng anh Ba. Sau lưng anh Ba. Nó kìa. Tên cây này luôn. Nó xuống thân anh Ba. Lấy nó chưa? Chuyện qua bạn nè. Qua dưới tháp anh Ba. Bọc viên cái gì rồi? Qua đây anh Ba. Mọc viên hay gì anh Ba ơi? Trên cái dừa luôn. Kiếm đẩy đó. Tới cái dừa này nè. Em rồi. Kiếm anh Ba. Em rồi nè, em rồi. Tới cái dừa này nè. Em rồi anh Ba ơi. Em bắn hình như trúng đó hay gì rồi. Chết, con này chết. Em anh Ba ơi. Không còn kia kìa. Chờ bên Ba. Ê. Rớt đạn. Rồi anh Ba. Qua cái sài. Khoan. Qua cái sài nó xuống cái vườn này rồi. Em không thấy đâu nữa nè. Em sẽ lấy vô cái vườn này nè. Cái vườn này nè anh. Anh sợ nó đi nữa không thấy nè. Phải kiếm anh em ơi. Bà bắn anh em ơi. Rớt. Con gì vậy? Ai mịp ba. Thôi lại đây ba, lại ba. Lại cái đứa em nè. Tầm ngang nè. Đó. Cái lá đó. Đó. Anh Ba bắn anh em. Trộ ngay đuôi. Còn luôn. Gì đó. Anh Ba bắn. Ôi trời. Trời ơi bắn ngay cây cờ bắp nhúc cây dứt cây cờ bắp luôn rồi trời. Nó bay đâu rồi? Kiếm lên nè mày. Anh em. Anh Ba hạ kiếm khách nghe một cái bọc thiệt là lớn luôn nè. Ghê chưa? Sướng giữa táo luôn. Ghê thiệt, ngay ức luôn, giữa ức luôn chứ. Rồi tiếp tục anh em ơi. Con phướng anh em ơi. Đậu. Rồi bên đây nè. Nó núp anh em mình đi nè. Đâu đưa em cầm con chim này. Nè, này, đó này, thằng này lấy không? Đây nè, đó. Cục đó. Thấy chưa? Quá tre. Ừ, tre không mà. Anh ngắm kiếm đường anh xin nó kìa. Nè, lại đây có lỗ ngay ức nè. Ở nó nhảy đó. Nhảy xuống đó. Nè, đúng rồi. Anh vào bắn anh em. Mày. Một viên. Sủi rồi. Nó còn đây đó, kìa. Còn. Một viên rồi. Anh Ba thấy không? Thấy. Anh Ba bắn đi. Rồi bay luôn. Chúng biết nè. Em cũng biết. Tới cũng vậy ha anh em mình. Người ơi. Ngủ gặp chú mang anh em ơi. Trời ơi.
cao em cái gì ăn ăn biết ngọt lắm không em với chú này chú gì à chú chua hay gì á mà ăn nó vui chứ chú chua ừ. Chú làm chục quá ngon quá mà trái mà trái tròn vo hả trái mập ú à ú nụ lần à nó mập sao mà trái nó tròn vo đít tròn nụ nó dính lại với nhau luôn mà chú là bổ sung calo cái trái úi nó mỡ nó mập quá dính nhau như thế nhiều như bùn như nước à đường này có chỗ đường nó sẽ nguyên hả nó sẽ chín quá đủ rồi đi hai trái còn ăn nhiều quá nặng bụng trúng khỉ rồi anh em ơi đợi thêm trái nữa đâu đi thôi chuyện với anh ba rồi anh em ơi không chuyện rồi quay cho anh em xem nha thằng Vinh Ba đang đi băng phát hiện được ổ ong trụ quá trời luôn anh ba ở dĩ kìa nó quằn nhảy xuống luôn rồi có dao không không này quằn xuống luôn với dao anh chị tám chuyện với anh em mình rồi mọi người ơi mọi người ơi tới buổi chiều là mình chuẩn bị có ong nè ăn nè anh em anh em ơi ung khói lên cái em leo em quặn cái nó cụp xuống dưới này à em dao nè khỏi em quặn nó xuống hả okay. Quặn nó xuống đây cái mình cắt thì để dao sẵn ra ngoài đi rồi anh em tiến trình là tới là quá tình gọi là đốt ong nha mọi người đốt lên bà quẹt nhà anh trời nữa hơi khó nhẹ lên cái em leo lên liền nè nhét vô là cho nó giữ trái ngoài rồi thông minh quá thông minh sống không được lâu đâu lúc này trong đó nó cháy nó bắt lửa cháy à rồi đó rồi có khói rồi tí là lẫm rồi rồi anh đưa lên đi có khói nó đi à đây lên anh em ơi sát bên rồi anh em ơi ông mệt anh em ơi đó trái đó còn mặt không về thì quá trời mà đâu có mặt ông ố này già nè rồi chưa đó. Anh quặng anh em ơi ấy đừng rất dễ ba già hả già lấy mật cái mật ăn chứ sao vậy tới một chuyện thôi mọi người dạ ai dính gai rồi dài rồi không có mệt gì trơn ông ơi thôi có chính giữa cơ anh chính giữa có không có không rồi không có mệt luôn em ơi xui luôn su cà na luôn quá trời xui anh em ổ quá tài luôn ổ bự ngon quá mà không có mật mọi người ơi. Ủa? Thất bại mình chưa thua. Ái. Em trúng lửa. Già quá rồi. Già quá. Không có miếng mật luôn. Ừ. Này luôn. Chứ tụi anh em ơi, đi anh em ơi. Không có gì luôn á. Mình đói rồi. Nói về nôn mà tính đâu có gì. Trời ơi, con sóc. Sao xin nó anh ba? Quả dễ dính.
quá trời chín anh em ơi. Sóc lên ba, sóc nó bò lên ba, bò lên đó ba. Em thấy nó đâu, em xuyên không được, nó phóng qua anh ba. Ê đây anh ba ơi, anh ba ra đây anh ba, ra đây anh ba. Một cục luôn, một cục liên thui nè. Đó kìa. Thì thấy rồi nha. Đây nè, thấy không? Anh ba rồi, nhưng mà để xiên được hay không? Xiên nè, mà không bị bịp lên gì á. Bảy đây nè, đây nè, bảy ơi, đây nè. À, con sóc ở trên này. Con bị bịp, ra xa nữa đây nè, đây thấy nè. Một cục liên thui luôn. Mà bắn, chết nè. Thôi, tên xíu. Đâu rồi? Thôi bỏ anh ba ơi. Ờ đúng ba, nó bò bay luôn rồi. Còn con sóc ở đâu tại? Để này mình kiếm tiếp nha anh em ơi. Con nhí à. Ê, hay quá anh ba ơi. Ghê chưa, theo quá ghê chưa. Bắn cái thiết ấn trăng không? Bài lạng tới lạng lười. Chết với tài anh ba. Tài dính chiêu kìa. Sao nè. À tiếp tục đem bài. Ghê trời. Anh ba bên anh thấy anh ba. Sao bên em ơi. Hay quá anh ba ơi. Để em gớt rồi mọi người ơi. Để em ra cho. À mà đúng là anh ba lúc này bắn quá tỉnh mọi người ơi. Nãy giờ anh bắn mấy cái à, mỗi phát luôn. Đâu rồi, rớt đâu rồi? Đâu ta? Đây. Cái kẹt đầu đi luôn rồi. Trời hay thiệt, bắn ngay đầu luôn. Bá phát. Hay quá anh em ơi. Bà bắn. Bắn hay quá. Sốc anh em. Nó né cái dừng xi gô nha anh ba. Nè. Nè. Quá ta bự luôn. Còn nó còn 4 tầm gam á mà. Mọi người nghe anh em. Đủ thứ trò hết trơn. Thầy quá anh ba ơi. Làm cứ tài cái anh em ơi. Quá tài luôn. Lùn như trong đó. Xình đất lắm thôi anh em ơi. Hay quá. Cuối cùng cũng phải đựng sống chứ. Em thả cái vừa nè, cái nó phóng xuống cái đùng xuống liền. Trời ơi, sốc rồi nè. Thả chưa? Hết rồi, em thả dài dài lại hết rồi. Rồi mình đi, anh em tiếp tục thôi. Sốc rồi em ơi. Em thấy nó qua cái vừa đó. Vừa nhỏ đó giữa nè, em thấy những chiếc tàu qua đó rõ ràng luôn. Ừ cái đó. Không biết nó cái chạy qua cây anh không nha. Thấy chưa? Đẻo nó anh. Anh bà bắn anh em. Rớt chát. Sốc anh bà bắn. Rớt chát luôn. Thấy chưa? Một viên. Chết chưa? Anh chạy ba. Bị thương rồi, dòm. Tới luôn anh ba ơi. Đeo thần, một viên nữa anh ba ơi. Rớt á. Tán anh ba. Anh ba bắn anh em. Hai viên, ba viên nữa. Hết nổi được không? Thế nào rồi? Con này rất chắc nữa anh em ơi. Đâu rồi? Xả cho chạy hay sao?
anh ra đã. Rồi. Đó vô xuống giữa anh ơi. Nó lết rồi. Xuống bậy. Anh thấy rồi. Anh nó lên. Nó ra cái lên trên. Ôi trời. Nó nhảy trước đạn em rồi. Đâu rồi? Lòng leo luôn em. Để mình dòm nhé. Con này chết chảnh luôn á Long ơi. Nó không ra đâu, chết luôn á, chắc luôn á. Nghe cái bụng vừa khô. Thôi xuống, 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 chạy hết nổi rồi. Nó hư giờ sao rồi? Đâu rồi? Hãy nghe em trọt nha. Hờ nghe. Xuống thẳng rồi vậy anh. Thấy anh thấy không? Anh bà bắn anh em. Mới xuống thẳng phải không? Em không dám nhứt. Không được, buông cây nó ngã. Bắn đi em dính cây chứ. Thấy chưa? Rồi anh ba thấy anh em ơi, đỉnh đào sở trường của anh ba. Tới số rồi con ơi. Tới con chị em rồi. Hay quá, anh em nghe âm thanh gì chưa? Có nghe gì không? Nó đâu rồi? Nó rất chắc rồi, nó đeo nó quéo rồi. Ê! À, anh ba. Em thấy cái đuôi, em thấy đuôi từ từ từ. Em thấy cái đuôi này. Anh ba qua đây anh bắn là anh ba. Em này em chỉ cái đuôi nè. Anh thấy cái đuôi đó không? Đó cái đuôi đó. Okay, okay. Đó nó kìa, nó đang nguyên con kìa. Kệ kệ đó. Được. Rồi. Rồi. Rồi rồi anh ra đây nữa đi. Em chọc nữa cho anh bắn nè. Khê lắm rồi, không có bụp chứ. Chạy hết nổi rồi. Rồi. Chết thiệt. Ấy. Rồi nó cắn vết à anh em. Nè. Rồi nó cắn vết à. Nè. Đúng không? Thôi. Giật co kịp. Nó cắn cái vết à anh em, tội cái răng nó nè. Xấu luôn vết tôi luôn trời ơi. Thôi về. Về khúc đầy bò bỏ ra ba. Lỡ rồi. Ờ tiếp tục anh em ơi. Quá trời sốc luôn. Cắn lủng vết luôn. Đi đất anh ba. Anh em. Anh ba bắn. Tiếp nè. Có thứ hai. Ở cho cha thì vui chà nha. Ba bán anh em ơi. Mới mấy con hả anh ta? Mày hả mày? Đúng không? Né né nè, vô vô nhà anh ơi. Trời ơi. Kết thúc. À tiếp tục anh em ơi. Anh em ơi. Đừng mà thấy gì vô kì.
trên bờ vẫn xanh bà. Hình mẹ vô đây nó chẳng hết hả? Phước đi đi lấy, Phước đi lấy đó. Đó thấy chưa? Cục đó. Biết rồi. Đó, cái cây thì anh đi ra đây. Nào trống đi ra đây, anh đi ra đây nè. Đi đây anh thấy à. Đây, vô đây ngon hơn, dễ ăn hơn. Thấy chưa? Có củ xanh đó nè. Mà bóng gớt 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 đâu à? Anh nghe nghe tiếng gì không? Nè nè, xài xuống đây nè, vô hàng vừa trong á. Ừ, nó xài xuống đây nè, em thấy xuống đây nè, xài xuống đây nè em ơi. Thấy xài xuống đây lúc này không ạ? Thấy xài xuống đây nè em ơi. Cái mấy này mình kiếm đi. Cục xanh nè anh em. Anh vào bắn đầu tôi này nè. Các anh em thấy không? Bao con nữa. Rồi anh ba anh bắn. Tiến tới gần đại bụi chuối bắn lên anh ba ngon hơn anh ba. Đổ lông nữa nè mọi người ơi. Ui sao anh em ơi. Anh bả bắn ở bên bển. Bắn phía bên kèm đó nè. Cái gì vậy, nó bay qua đây nè anh em. Chuyện lá cây không à mọi người, lá cây không anh em ơi. Một con nữa, rớt không, rớt không, rớt không. Đâu rồi, con gì tới đậu nãy ngoài nhìn vô thấy một cục luôn á là thấy một cục rồi, em thấy rồi. Đây nè thấy rồi. Cú xanh chứ gì nữa. Trời ơi đó. Có nhánh cây nha nè, ra chỗ em đứng nè anh ba. Nghe em đứng nè anh ba. Nghe em thấy nguyên con luôn nè anh ba. Bà bắn nè. Hay. Cái gì? Hay. Giảm nữa, giảm. Giảm nó ngay, giảm nó ra, kia giảm. Ba con bi luôn. Anh thấy nó bay lúc đúc rồi ha luôn rồi. Thấy không Nhân? Thấy không? Đang chờ xe. Nhân bắn em. Bắn đi. Cái gì? Đủ bắn em ba. Đâu? Còn đủ không Phú? Phú hả? Trời ơi. Ba bắn anh em ơi. Tưởng tôi hú. Ý nữa. Chết. Cái gì vậy trời? Gì vậy ba? Cái gì vậy trời? Ông bi không như trời. Bốn viên, bốn con rồi. Gì vậy? Ba tính làm đến bất mãn. Ba con cu xanh, một con phước rồi đó. Tiếp tục anh em ơi, anh ba ông bi nữa rồi. Không được ba ơi. Hụt thêm ơi. Bắn cô tiểu nè. Đâu thấy vậy? Mày. Anh ba. Kìa con kìa. Thôi cái này để anh ba bắn đi. Đó nó đó. Kìa lâu. Eo em bắn vậy là vô phun trúng. Lúc có cái đầu không. Ba bắn anh em. Ôi, xém luôn.
Rồi tiếp tục anh em ơi, trời mưa anh em ơi. Lại lên ngay ức nữa anh ba. Lý anh em ơi. Bắn đấm gì? Cây không? Rồi. Đó. Đó, nó nhảy một cây rồi, anh qua đây tôi thấy nè. Đó, nguyên con luôn. Không rớt thao. Đó. Nhảy mới thấy. Hai con bay lại luôn kìa. Mày sổ đổ lông trắng hết trơn. Gãy trên cây luôn. Về tới nhà là của Long rồi anh em ơi. Thì sáng giờ anh với Long với anh ba đi bắn từ sáng giờ tới giờ thành quả nè anh em. Được nhiêu đây? Được mấy con anh em ơi, rồi mấy anh em mình bắt nước. Bắt nước rồi nước mấy anh em mình mần nó. Mấy anh em mình lây rai mọi người. Đây, tới nhà của Long rồi, giờ nó bắt nước. Anh bà với Nhật đang test dây thử ta dây ná ớt ca tùm lum tà le nữa nè. Thì tới nhà Long mình em ơi. Long cũng bắn sóc mà vậy nè, đu sóc đấy. Rồi chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh em clip sau nha anh em. Mọi người xem kênh của Long có hay á, mọi người cho Long xin một like và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi ok. Chào tạm biệt anh em nha, mấy anh em.